Qua 12 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Chư Pứ đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đạt được trong 12 năm qua là tiền đề động lực để Chư Pứ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hướng đến đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huy động nguồn lực, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác trên địa bàn, nhất là thực hiện tốt chương trình OCOP, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cùng với đó, huyện chú trọng củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung tiêu chí chưa đạt.